Xin kính chào quý vị và các bạn. Do tác động của đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông, hiện tại gió đông bắc mạnh đang xuất hiện trên nhiều vùng biển ven bờ và ra ngoài khơi xa, tương ứng với những luồng gió màu vàng trên bản đồ trường gió này. Dự báo chiều và đêm nay khu vực Bắc biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, độ cao sóng biển là từ 3 đến 5 m. Vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Ninh Thuận cũng có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ yếu hơn, vào khoảng cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển quanh huyện đảo Trường Sa, gió không quá mạnh, vào khoảng cấp 4 đến cấp 5. Thế nhưng trời có mưa rông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy, gió rất mạnh nguy hiểm. Tầm nhìn xa sẽ bị hạn chế, chỉ còn là từ 4 đến 10 km. Chuyển sang thời tiết đất liền, đêm qua và dạng sáng nay, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã có mưa rông và có những điểm mưa to. Dự báo trong chiều nay thì vùng mưa lớn sẽ dần mở rộng khắp từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận và sang cả Tây Nguyên. Dự báo là mưa kéo dài đến thứ ba của tuần sau. Trong đó thì Quảng Nam đến Khánh Hòa sẽ là trọng tâm mưa lớn. Lượng mưa là từ 300 đến 500 mm và có những nơi trên 600 mm. Cảnh báo lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, sông Kỳ Lộ của Phú Yên sẽ lên mức báo động 2 và trên mức báo động 3. Nguy cơ lũ lên cao gây ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông và sạt lở, lũ quét ở khu vực vùng núi từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận và cả Tây Nguyên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.